Cô xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên của chủ đề Sắc màu em yêu. Vẽ màu vào dòng chữ nét đều. Đầu tiên cô xin mời các em quan sát ba dòng chữ. Các em có thể cho cô biết đâu là dòng chữ nét đều? Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được dòng chữ số 1 là dòng chữ nét đều, bởi vì các nét chữ đều nhau, không có nét to nét nhỏ trên từng con chữ nên chúng ta gọi đó là chữ nét đều. Các em thực hiện chọn màu của chữ nét đều và tô màu vào hình trang số 7 nhé. Chúng ta có thể thấy chữ nét đều ứng dụng ở các loại sách giáo khoa, biển báo hay dùng cho trang trí thiệp, báo tường. Sau đây, cô chia một số kiểu chữ nét đều như chữ in hoa nét đều, chữ in thường nét đều và chữ kiểu nét đều. Mời các em xem một đoạn phim để cùng tìm hiểu một cách kẻ chữ nét đều đơn giản nhất nhé. Các em ghi nhớ chữ nét đều có các nét chữ đều bằng nhau. Chữ nét đều được dùng trang trí trên sách báo, bản hiệu. Bây giờ, trước khi thử nghiệm kẻ chữ. Các em hãy tập làm quen trước với bài tập ở trang số 8. Tô màu vào chữ nét đều. Cô có hai bước để tô màu cho dòng chữ. Một, chọn màu tô vào chữ. Các em tô viền màu từ ngoài vào trong, tránh lem màu ra ngoài. 2. Chọn màu nền tô cho hoàn thiện Khi tô màu nền, các em lưu ý cho cô Nếu chữ sáng, em tô nền màu tối và ngược lại Ở đây chữ học trò, cô cho màu vàng là sáng Nên cho nền màu xanh tối Và chữ hoàng kiếm ngược lại chữ màu tối Nên nền màu sáng Qua những gì cô hướng dẫn Cô tin là các em sẽ chọn được màu vào dòng chữ nét đều có sẵn ở trang số 8 và tự kẻ chữ nét đều tên của mình vào trang số 9 nhé. Có thể trang trí theo ý thích bằng cách tạo hình sáng tạo con chữ hoặc vẽ thêm họa tiết. Sau khi vẽ xong, các em tự mình nhận xét đánh giá xem bài của mình đã đạt yêu cầu chưa, tô màu có bị lem không, các nét chữ đã đều chưa, có tô màu viền khung chữ như cô hướng dẫn không các em nhé. Bài học đến đây là kết thúc các em hãy xem trước bài mới để chuẩn bị cho tiết học sau được tốt hơn cô chào tạm biệt các em